Thằng Thành Đô Nguyễn nó hỏi anh Tài nghĩ sao về việc bán gái, mình đã từng ngủ chung với bạn trai của nó làm gì, nó bán gái cho bạn trai nó hả? Ý Ý bạn bạn nó nó muốn muốn hỏi hỏi về về vấn vấn đề đề ngoại ngoại tình tình gì gì đó. đó. Ý Ý bạn bạn ấy ấy muốn muốn hỏi hỏi về về vấn vấn đề đề là là bạn bạn gái gái cũ cũ ngoại ngoại tình tình với với lại lại bạn bạn của của bạn. bạn. Anh Tài nghĩ sao về việc bạn gái mình đã từng ngủ chung với bạn trai cũ anh? Bạn trai cũ. Bạn Bạn gái gái cũ cũ ngủ ngủ với với bạn bạn trai trai cũ. cũ. Anh Anh Tài muốn nghĩ nghĩ sao? cái ví dụ mà tình nhục được đó không? Mấy vấn đề đó rất là dễ cho anh, nó quyết định lắm. Biết không, mình khập với nhỏ nó không chơi người khác được, nó chơi người khác đó mình bỏ nó đi kiếm người khác liền. Nó rất là dễ như đó. Tại nhỏ nó không trung thành với mình đó, mình đi chơi nó làm gì? Còn á, con nhỏ đó nó mình đang cặp bồ với nó mà nó đi chơi với bạn mình, cắt bỏ hai thằng luôn. Cắt bỏ nhỏ đó, phải không? Cắt ngang nhỏ đó, cắt ngang cái thằng đó liền. Tại sao vậy? Hai thằng đó không có đứa nào không không có đứa nào trung thành ấy. Nhỏ bọn mình nó không trung thành, xong thằng đó không trung thành nữa. Cái mà nó nguy hiểm nhất trong cuộc đời của mình á, đây mới nhớ vấn đề này ha, là cái thằng nó phản bội, con nhỏ nó phản bội, nó không trung thành. Tụi em à, muốn làm cái số tiền lớn đó là tụi em phải có mấy thằng xung quanh của em á, là mình tin tưởng nó được, mình tin tưởng nó được. Tụi em hỏi á, là tại sao á mà anh nói hoài bông, lỡ mà anh chết là gì đó, là anh để tài sản đó cho ai, anh để tài sản cho ai? Cho bạn anh, Đúng rồi. cho Tại sao không để cho vợ anh, cho con anh, mà để cho thằng bạn của anh? bởi vì bạn anh biết sử dụng đồng tiền. Đúng rồi, tại vì anh tin tưởng thằng bạn của anh đó, dù vấn đề tiền bạc, anh không có tin gia đình của anh đó, dù anh không có tin người nào trong gia đình của anh đó, dù tiền bạc hết trơn á. Tại vì của anh còn sống đó, nó chứng minh cho anh đó là nó quản lý tiền được, nó đầu tư tiền, nó bảo vệ tiền được, nó giữ tiền được. Nó không có làm cái chuyện gì gian lận hết trơn. Tại sao vậy? Tại vì á, nó còn nhiều tiền hơn anh nữa. Em hiểu không? Hiểu anh. Thì đó là mình phải kiếm mấy anh bạn nó trung thành gì, ok, mình phải kiếm người trung thành gì. Nhiều khi á cái người đó là bà con anh em mình, còn nhiều khi đó mình không có bà con anh em mà họ trung thành với mình, thấy không? Thì đó mình phải kiếm người ngoài, người nào trung thành với mình. Còn á, thằng nào mà tụi em hỏi mấy câu hỏi á cho anh, nó rất là đơn giản, thấy không? Con nhỏ đó nó không trung thành với mình, cắt bỏ liền, kiếm nhau khác liền. Thằng đó nó không trung thành không, cắt bỏ liền, không có chơi nó nữa. Tại sao vậy? Tại vì á, là mới có 1 triệu 2 triệu thôi, 1-2 triệu đồng thôi, 10 triệu đồng, 20 triệu đồng mà nó đã phản bội mình rồi á, thì cũng cũng mình nói á, bạc tỷ ơi, nó sẽ đâm mình chết luôn á, nó sẽ đâm mình chết. Hồi đó tại sao á mà anh vô tù hết gần 14 năm? Tại vì á, anh lựa chọn đó không phải là bị anh bị tội ma túy. Trên giấy tờ đó thì nó nói rằng á, anh bị tội ma túy, mà cái thực tế đó là anh bị tội á bông, là lựa chọn á, cái thằng phản bội để chơi nó. Nó vừa bị tội lần thứ ba đó, nó vô tù lần thứ ba đó, công an nói là mày mà không có khai ra mấy bạn mày đó, ok, mày không không giúp công an á, khai ra mấy bạn mày đó là mày sẽ vô tù suốt đời mày luôn. Mày muốn cái nào? Là cũng mà công an vừa nói gì đó bông, là nó phản bội liền, nó phản bội hết trơn anh với mấy bạn bè hết trơn. Một thằng mày đó, bỏ hết 50 thằng vô tù, một thằng á, mà nó khiến cho cả 50 thằng khác đó vô tù, anh là trong một cái 50 thằng đó. Thì em thấy làm sao? Mình chơi với ai Ôi chơi? trời. Nó lười mình còn bỏ qua được, nó làm biếng mình có thể bỏ qua được, nó dốc nó láo mình có thể bỏ qua được, nó ham ăn á mình có thể bỏ qua được, nó ngu á mình có thể bỏ qua được. Một cái vấn đề mình không bao giờ bỏ qua được á là cái thằng á mà nó phản bội. Bởi vì á, tên để đây, trong cái nước nào cũng vậy chứ á, trong cái nước nào á là cái tội phản bội là cái gì? Mình phản bội quốc gia đó là mình bị cái tội gì? Cái nước nào cũng vậy chứ á, cái tội mà phản bội quốc gia đó là mình chặt đầu nó bỏ. Chỉ có cái cách đó giải quyết đó thôi, không còn cái cách nào để giải quyết hết chứ á. Tại vì nó phản bội mình rồi đó, mình không có tin tưởng nó được lần thứ hai. Em hiểu không? Để hiểu rồi. Em hiểu không?
cái đó rất là nguy hiểm. Cái người mà nguy hiểm nhất trong cuộc đời mình đó là cái thằng đó mà nó phản bội mình. Bởi vì thằng nào á mà nó có cái dấu hiệu mà nó phản bội mình được đó bông, là mình phải cắt ngang liền, ngay lúc đó liền, lúc mà mình vẫn còn nhỏ. Tại vì á mình chơi cái thằng đó đó, lúc mình lớn lên rồi đó, cái thằng đó nó phải bằng một phản bội mình nó còn hại lớn hơn nữa. Bởi vì liền bây giờ đó anh chơi với người ta đó bông, anh rất là cẩn thận đó bông. Tại sao vậy? Hồi nhỏ của anh còn thanh niên đó, anh không có vợ con, không có gia đình, không có tài sản. Bởi vì cái thằng bạn của anh đó, nó phản, thằng bạn thân của anh đó, nó phản bội anh đó, nó gài bẫy cho công an lại bắt anh đó, ok, nó gài bẫy cho anh đó để công an lại bắt anh, phải không? Thì á cái thằng đó đó nó hại anh đó, nó phản bội anh cút mà anh không có cặt chị cho nó, anh tay trắng nè, anh là đứa thanh niên, anh không có tài sản, anh không có vợ con, anh không có uy tín, anh không có cái gì chăng á, thấy không? Bởi vì á anh chỉ mất thời gian thôi, anh mất hết 14 năm trong tù của anh. Còn bây giờ đó, cái thằng nào mà nó phản bội anh vậy đó không, là anh sẽ mất trắng tay hết trơn nguyên tài sản của anh, gia đình, con cái rồi mất hết trơn luôn. Thì á là anh không có để cái thằng nào mà nó phản bội gần anh được. Con nhỏ nào mà nó phản bội đó không, mình cắt bỏ hết trơn, đừng có chơi nhỏ nào hết trơn, đừng có chơi thằng nào mà nó phản bội hết trơn. Ok, tên hiểu không? Anh trả lời gì không biết, thằng gì đó, thằng gì nó hỏi vụ bò bịch nữa đó. Ok, thằng đó thành độ Nguyễn đó, ok. Anh trả lời gì nó có rõ không thầy? Rõ anh, em nghĩ là bạn ấy hiểu 100% đấy anh. Ok, thành độ Nguyễn em hiểu không? Em ghi vô đó em hiểu 100% không? Ok, cái đó quan trọng lắm á.